Bất ngờ hả? Trời ơi, tôi là người trong ekip mà còn làm bất ngờ cho tôi nữa là sao? Cái gì? Sao biết cái gì? Một hình ảnh gì đó ghê rợn. Hình ma đúng không? Có hồn ma không vậy? Mình nghĩ chắc sẽ là hình của mình á. Hình Buka hả? Tiền hả? À, poster kẻ độc hành. Poster? Trời ơi. Poster phim mọi người. Wow. Ủa, nổi da gà luôn. Poster. Mọi người ơi, nói bất ngờ chứ thật ra không bất ngờ nha. Bất ngờ là được in ra như vậy thôi. Lập, anh Hồng Tú và bạn Trần Quỳnh poster đã cùng tạo nên một cái poster kẻ độc hành giống như vậy. Khánh nhìn cái poster này á, nó làm cho Khánh nhớ một cái chặng đường dài á, nó có rất là nhiều anh em và người bạn cùng cái hành trình này với mình. Nói chung là hơi cảm xúc tí xíu. Mình cũng tò mò trong tương lai là mình rất là mong luôn. Nó sẽ là một câu chuyện khác, vẫn là những nhân vật này. Nhưng mà sẽ là một câu chuyện khác và nó cũng vẫn mãi đẹp là như vậy. Mọi người tin không? Một cái poster như vậy thôi mà làm cho cái người thiết kế phải ngã gục và bỏ cuộc. Là bởi vì bản thân Lập yêu cầu quá nhiều. Khi mà làm rồi, Trần Quỳnh đôi lúc cũng gục ngã, đau đớn. Là bởi vì làm hoài mà tại sao không ra được ý của anh Quỳnh Lập. Nhưng mà Lập nói rằng là thôi em ơi, mình đang nặng nề cái gì á, mình buông bỏ đi. Mình relax cái tinh thần của mình đi, rồi mình bắt đầu quay lại với nó. Để có được những cái kết quả giống như vậy á, không phải là một sớm một chiều. 3-4 tháng mới ra cái poster này. Trần Quỳnh nhiều lúc mệt quá, bệnh, lăn ra, không làm được nữa luôn. Rồi anh Hồng Tú cũng giận luôn, coi như là giận tới nỗi mà nói rằng là sẽ không bao giờ hợp tác nữa. Nhưng mà rồi tất cả mọi người phải ngồi xuống lại, bình tĩnh lại, để mà có thể từ tốn chỉnh sửa, nó mới ra được một cái poster hoàn thiện, cân đối, đẹp mắt và rất tỷ lệ vàng giống như những gì mà Lập mong muốn. Đẹp quá. Ôi, một cái cool quá. Nhìn ngầu ghê. Đẹp nha. Dễ thương quá. Cái ẩn ý là không có hình Liên Thanh nha mọi người. Không hề có hình Liên Thanh. Nhưng Liên Thanh nằm trong phim Kẻ Độc Hành ở trên Netflix nha mọi người nha. Ồ, nhưng mà cái hình em sao chổng đầu vậy? Em thật sự hồi nãy mọi người đưa ra em vào á, em có vào nha. Wow. Em vào là tại vì cái thiết kế của nó, nhưng mà em tìm không thấy em. Thì đến lúc lấy gần em mới thấy. Thí dụ như mà khi mà poster Kẻ Độc Hành đăng lên đó, thì hy vọng là mọi người sẽ dành một chút thời gian để mà lật ngược cái tấm poster lại để thấy được nhân vật của Khánh nha. Nó hơi khó chịu một tí xíu nha, hơi cực cho mọi người tí xíu, nhưng thật sự là rất là dễ thương các bạn ơi. Mặc dù là trong phim thì hình ảnh nó hơi xấu xí và kiểu đáng ghét, khẩu nghiệp này nọ, nhưng mà các bạn thấy không, hình poster là một nhân vật rất là đáng yêu, con nít chưa trải sự đời. Rõ ràng thấy gương mặt này là một tấm chiếu mới. Và tấm poster rất là đẹp, được thiết kế rất là công phu và chỉnh chu. Chắc chắn là tấm poster này mọi người nhìn vô một cái là muốn xem phim liền. Những nhân vật này đang vòng xoáy vô hả? Tất cả đều là một sâu chuỗi với nhau đúng không? Thì Uka nghĩ đây là một cái vòng xoáy trong cuộc sống của mình á. Tất cả mọi nhân vật ở trong đây đều có sự liên kết với nhau. Và giống như là cái sự nhân quả trong cuộc sống này, thì có đầu thì phải có đuôi, có nhân thì phải có quả. Luẩn quẩn luân hồi và nhiều cái sự vô thường nó sẽ xảy ra ở trong đây. Mình phải học bài học chấp nhận nha mọi người. Chấp nhận sống chậm lại để hoàn thiện bản thân mình. Đừng có giống như những cái nhân vật này. Đây, những cái nhân vật bộ ba khẩu nghiệp, hay phán xét, hay chỉ trích, hay chì chiết mà không nhìn lại bản thân mình. Mình sẽ càng ngày càng đi xuống và mình sẽ bị kéo theo cái nghiệp lực của mình nha mọi người nha. Nặng nề lắm, đi xuống dưới 18 tầng địa ngục, tầng 19 là cho ba đứa này ở. Tạo thành một cái vòng xoáy, đẹp quá. Cái màu đỏ là nó đã rất là đẹp, rất là sang rồi. Đẹp, đẹp, màu đỏ với màu vàng rất là đẹp. Tự nhiên trong vũ trụ, trong toán học, trong tất cả mọi thứ mà hầu như nhìn vào nó là sự chuẩn mực, tự nhiên nó tuân theo cái tỷ lệ vàng giống như vậy. Là Lập muốn cái bộ phim của mình nó cũng sẽ có một cái sự chuẩn mực của nó, một cái sự trao chuốt chỉnh chu nhất mà Lập có thể. Và với cái tỷ lệ vàng này, nó cũng giống như là đại diện cho một cái dòng xoay vũ trụ, một cái vòng xoay nghiệp lực.
mà những mảnh đời này đã gặp nhau và họ cuốn vào nhau trong một cái vòng xoay tỷ lệ vàng của cuộc đời và nghiệp lực. Mọi người ơi, hãy đón xem phim Kẻ Độc Hành của Huỳnh Lập vào ngày 28 tháng 10 trên Netflix. Các bạn ơi và các bạn hãy nhớ đón xem bộ phim Kẻ Độc Hành được ra mắt vào ngày 28 tháng 10 trên Netflix nha. Tất cả mọi người hãy cùng đón xem bộ phim Kẻ Độc Hành để ủng hộ cho tất cả ekip và ủng hộ cho Tài nha. Quý vị khán giả hãy đón xem Kẻ Độc Hành vào ngày 28 tháng 10 được chiếu độc quyền trên Netflix nha. Quý vị khán giả hãy đón xem bộ phim Kẻ Độc Hành được phát vào 28 tháng 10 trên Netflix nha. Mọi người muốn xem Liên Thanh như thế nào thì cứ lên Netflix và coi ha. Vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn, nắm tay nói liền biển xanh sông gấm, nói liền một vòng Việt Nam. 28 tháng 10 nha mọi người, nhớ đón xem Kẻ Độc Hành. Tất cả quý vị khán giả ơi, hãy đón xem bộ phim Kẻ Độc Hành được phát sóng độc quyền trên nền tảng Netflix và sẽ được khởi chiếu vào ngày 28 tháng 10 năm 2022. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.